Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công nhân môi trường có quyền kiểm tra túi đựng rác thải sinh hoạt của người dân và từ chối thu gom nếu chưa phân loại. Quy định trên được nêu trong dự thảo thông tư quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các bộ ngành địa phương. Ngoài rác thải rắn chưa phân loại, công nhân môi trường cũng có quyền từ chối thu gom rác không đúng với loại được phân công thu gom. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, về quy trình thu gom, công nhân sẽ đẩy xe dọc ngõ, gõ kẽn, báo hiệu hoặc theo quy định của từng địa phương. Nguyên tắc đảm bảo tại mỗi cụm 10 đến 20 hộ dân, công nhân dừng xe thu gom rác và gõ kẽn báo hiệu chờ 3 phút. Đối với ngõ nhỏ ngắn hơn 20 mét, công nhân gõ kẽn chờ 5 phút. Ngõ sâu hơn sẽ đi vào bên trong gõ kẽn chờ 5 đến 7 phút. Khi thu gom rác tại khu dân cư đến điểm tập kết bằng xe đẩy tay, mỗi công dân được phân công thu gom một loại rác thay vì gom chung như hiện nay. Tương ứng, mỗi loại chất thải được thu gom trên một phương tiện, bao gồm có khả năng tái sử dụng, tái chế, thực phẩm và các loại khác. Trong đó, chất thải thực phẩm phải được thu gom trong phương tiện kín khít, nước rỉ rác không chảy trong quá trình xe di chuyển. Trên ngõ xóm hẻm, không được để tồn động chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại theo đúng chủng loại được phân công thu gom. Ngoài ra, công nhân sẽ theo dõi hộ dân vi phạm, phản ánh tới lực lượng phụ trách vệ sinh môi trường của địa phương.